Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lý Lê, nơi chia sẻ những thông tin về màn hình cam 360, phim cách nhiệt và những đồ dùng thông minh dành cho xe hơi, giúp các bạn hiểu rõ và lựa chọn để trang bị cho chiếc xe của mình để có thể tự tin lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Và ngày hôm nay thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn là bộ màn hình cam 360 độ dành cho xe Cerato 2020. Đây là cái chiếc màn hình nguyên bản đó. Chiếc màn hình nguyên bản này thì nó không có nhiều ứng dụng, rất là đẹp. Tuy nhiên thì nó không có những cái ứng dụng thông minh để cho anh em sử dụng. Do vậy mà khi mà anh chị em chúng ta lái xe mà cần sử dụng những cái ứng dụng thông minh để giúp đỡ chúng ta khi chúng ta lái xe này, sử dụng như là cam lề, cam phải, cam trái hoặc cam trước, cam sau thì nó không đủ. Do vậy mà để mà chúng ta lái xe được thì nó khó. Ngay cả đối với những bác tài xế thợ cừ khôi rồi. Tuy nhiên đối với anh chị em mới lái thì nó lại khó khăn hơn rất là nhiều. Và chúng ta trang bị một cái bộ màn hình như thế này ý, thì nó sẽ giúp chúng ta như kiểu là một thợ lái xe chuyên nghiệp ý. Nếu mà không có camera lùi và không có camera trước như camera hai bên thì việc mà chúng ta căn chỉnh hoặc chúng ta lùi vào nó rất là khó khăn. Chiếc xe không có cam thì đối với những anh em mới lái thì nó rất hay bị xước các cái phần này. Đó. Vì cái phần này nó là cái phần mà chúng ta góc chết, chúng ta không quan sát được bằng cam lùi, hoặc nếu mà cảm nhận như đằng trước thì chúng ta rất là khó cảm nhận. Do vậy mà những cái vệt đằng trước này nó rất là hay bị, và chúng ta lái vào trong nhà cũng như là vào cái chỗ hẹp ấy chúng ta rất là khó. Do vậy mà trang bị cho chiếc xe của chúng ta một bộ màn hình cam 360 thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, và chúng ta sẽ tự tin hơn. Và khi các bạn lái thì gần như là nó hỗ trợ cho chúng ta như là một người thầy dạy chúng ta điều khiển xe. Các bạn có thể dễ dàng nhìn được. Đây là camera. Đây là cam lùi nha các bạn nhé. Rất là rõ và xa, các bạn có thể quan sát rất là tuyệt vời. Đi bên phải. Đằng sau là có một bác thợ đang lắp biển, cho nên là sẽ hiện lên tại cái màn hình này cho chúng ta. Và các bạn có thể sử dụng. Cháu bật cam trước đi. Cam trước đi xem ạ. Đây là cam trước ạ. Đấy, rất là xa. Sử dụng lại một cái và cái truyền tải bằng giọng nói nhé. Để cô tắt đi mà. Cháu thử dẫn đường người xa đi. Nơi xa dẫn đường đến thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị cách 1900m, tiếp tục đi bên phải. Rất là tiện lợi phải không ạ? Giờ đây thì không phải lo lắng gì cái việc mà đường mà chúng ta không biết nữa. Đặc biệt là phải nói một cái mà đặc biệt là rất nhiều anh chị em không biết là trên chiếc màn hình này nó có cả check phạt nguội cho các bạn nhé. Và camera hành trình thì sẽ lưu lại trên màn hình, các bạn có thể trực tiếp xem lại camera hành trình. Cháu bấm vào camera hành trình cho cô đi xem nào. Camera hành trình của chúng ta thì nó sẽ lưu vào dữ liệu ở trong thẻ nhớ, các bạn có thể dễ dàng xem. Đây là camera hành trình trước và camera hành trình sau thì cũng thế thôi ạ. Và nó lưu lại tất cả trong bộ nhớ của chúng ta. Các bạn cần thì có thể lấy dữ liệu. Và check phạt nguội cũng thế, các bạn có thể đọc lệnh check phạt nguội biển số xe của các bạn là sẽ ra. Rất là tiện lợi ạ. Check phạt nguội 30H13906. Nét tiếp tục đi bên phải. Không bị phạt nguội, bạn lái xe an toàn. Bạn không thật biết. Là tuyệt vời phải không các bạn? Nếu có thì sẽ thông báo ngay cho các bạn biết. Đó là một cái tính năng rất là tuyệt vời và có thể là nhiều người không để ý đến. Các bạn cũng tận dụng cái tính năng này để sử dụng cho chiếc xe của mình nhé. Vâng ạ, vừa rồi là những chia sẻ về các cái tính năng của màn hình cam 360 cũng như là ứng dụng thông minh để giúp chúng ta lái xe trên đường an toàn hơn, tự tin hơn, ngay cả đối với những các cái bạn mới lái xe. Và nếu bạn thấy video này có ý nghĩa, hãy giúp Lý Lê chia sẻ tới nhiều người được biết hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh của Lý Lê ở bên dưới. Hãy nhấn vào nút quả chuông để nhận được những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui vẻ và hạnh phúc.